Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội vẫn tiếp tục nhiều mây, hiện tượng sương mù và mưa phùn vẫn dày nhưng đã cải thiện hơn rất nhiều. Đến trưa và chiều trời hửng nắng, sương tan dần, nhiệt độ tăng lên mức cao nhất trong ngày là từ 26 đến 28 độ. Tối và đêm nay, trạng thái nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù sẽ quay trở lại ở một số khu vực trong thành phố, nên nhiệt độ giảm khoảng 5 đến 6 độ so với ban ngày, dao động là từ 20 đến 22 độ, trời rét. Sang đến ngày mai, hình thái thời tiết nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vẫn còn tiếp diễn. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ là từ 21 đến 28 độ. Độ ẩm không khí vẫn luôn duy trì ở mức cao từ 80 đến 90% và hiện tượng nồm ẩm vẫn chưa chấm dứt. Dự báo là kiểu thời tiết này còn kéo dài sang đầu tuần sau. Bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 2, tức là ngày 26 tháng Chạp, nhiệt độ có xu hướng giảm đôi chút do có không khí lạnh yếu ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Thấp nhất là từ 18 đến 19 độ và cao nhất ngày là từ 23 đến 25 độ. Nắng lên, nhiều người có tâm lý là mở cửa đón nắng để xua tan nồm ẩm. Tuy nhiên, điều này chỉ gây ra tác dụng ngược. Không khí ẩm từ ngoài vào trong phòng gặp không khí lạnh sẽ càng khiến cho hơi nước ngưng tụ và nồm ẩm hơn. Vì vậy, quý vị chỉ nên sử dụng khăn khô để thấm hút nước đọng trên các bề mặt, cửa sổ hay là nền nhà. Tốt nhất là sử dụng máy hút ẩm hoặc là điều hòa ở chế độ dry trong phòng, chứ không nên bật quạt hay là sử dụng nước nóng để lau sàn. Và sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Ở khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ xuống tới Chương Mỹ Hà Đông, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín xuống đến Mỹ Đức với nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này, với nhiệt độ là từ 21 đến 27 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ là từ 22 đến 28 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 6:30 sáng mai.